Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Minh Truyền, sinh viên khóa 2 của Đại học EDX. Có mã sinh viên là COV020HP05. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bài biểu tượng EDX và thế nào là biểu tượng của EDX, nó mang ý nghĩa như thế nào. Thì đầu tiên, logo của EDX là một trong những làm tập hợp những gì tinh túy và sáng tạo của những người con EDX tạo ra. Logo EDX mang nhiều tư tưởng và nhiều chiều và những chiều sâu về sự tiến hóa và sự tiến hóa liên tục đổi mới của thế giới hiện nay. Thì ban đầu người ta có thể thấy được vẻ đẹp của logo EDX qua ba màu, đó là màu trắng, màu vàng và màu xanh dương. Thì ba màu thể hiện ý nghĩa như thế nào? Thì đầu tiên màu xanh dương. Màu xanh dương thường thể hiện tính triết lý trong kinh doanh, uy tín, tính triết lý trong kinh doanh và sự uy tín. Sự uy tín là sức mạnh. Nó mang một tần số nhất định khiến cho tần số nhất định nó tác động vào trung tâm thần kinh cũng như là giác quan thị giác của con người, khiến cho ta có cảm giác về sự uy tín và sự an toàn và sự ổn định. Còn màu trắng, tiếp theo là màu trắng. Màu trắng là màu của sự trong trắng, sự tinh khiết, trong trắng tinh khiết và tốt đẹp. Còn và ở đây cái màu trắng này, ở đây nó không phải là màu trắng dễ bám bẩn như kiểu ví dụ như quần áo chúng ta, đây là chúng ta tưởng tượng quần áo bình thường. Còn màu trắng ở đây nó mang một ý nghĩa rất là đặc biệt, màu nó làm dung hòa mọi thứ và khiến mọi thứ cảm thấy có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn, thử thách để có thể đạt được sự trong trắng tinh khiết và tuyệt vời tuyệt hảo nhất. Còn màu vàng thì màu vàng ở đây là màu vàng gold. Thì màu vàng của chúng ta là mang đến sự màu vàng gold mang đến sự vinh quang, mang đến ánh hào quang và tỏa sáng khác biệt so với các sắc vàng bình thường. Ánh hào quang, ánh chói chang, tức là sự tự tin của con người thành công. Còn EDX hướng tới đào tạo các thế hệ để trở thành các thế hệ thành công và hạnh phúc. Cho nên là logo cũng không mang nhiều nét đặc biệt ban đầu, cũng mang nhiều nét đặc biệt. Thì ban đầu EDX có nói là những người cần thành công phải biết chú ý những tiểu tiết dù là từ nhỏ nhất đến tình tiết lớn nhất, thì luôn mang những triết lý, mang những văn hóa của EDX đi khắp mọi nơi và liên tục đổi mới, cải thiện, tiến hóa để đạt được để đưa nó tới đạt được tột cùng của sự tuyệt hảo. Thì EDX toàn là những nét chữ EDX chỉ toàn là những nét chữ thô, cứng và nhọn. Nó nằm trong một vòng tròn lớn tượng trưng cho sự khuôn khổ. Tất cả những nét này đều nằm trong một cái vòng tròn, nó bị giam bởi một vòng tròn đó, người ta gọi nó là nằm trong khuôn khổ. Những góc nhọn là những chúng ta ví như là những tân sinh viên chưa được rèn luyện, cũng như những viên ngọc thô kịch khi chúng ta mới đào được mà chúng ta
chưa mài nó, chúng ta chưa rèn nó để cho nó thành một viên ngọc tinh túy và viên ngọc đẹp mắt. Để ví dụ như là những viên ngọc mà chúng ta lắp vào vòng cổ, vòng tay chẳng hạn, nhìn nó đều rất đẹp, rất là tròn, nó không có một gì thứ gì gọi là sắc nhọn để gây tổn thương đến chúng ta. Tiếp theo là nói về chữ Eric thì như tôi đã nói là nó còn là những nét chữ thô, cứng và nhọn. Thì ví dụ như chữ D thì chữ D là thiếu đi sự cân xứng. Còn chữ X thì như là hai cái mũi tên đi xuyên qua nhau, nó tạo ra sự mâu thuẫn giữa các ý kiến với nhau. Chúng ta ví dụ như là trong một tập đoàn thì cấp trên, cấp dưới hay là đồng nghiệp đưa ra ý kiến mà có sự mâu thuẫn với nhau, tranh cãi với nhau, không đồng nhất được ý kiến thì sự việc đó sẽ không đi đến đâu và công việc phát triển của công ty nó sẽ không được thuận lợi. Tiếp theo là thì trong cuộc sống, khó khăn là những cơ hội để ta rút ra được kinh nghiệm, đúc kết được kinh nghiệm. Trên con đường chúng ta dẫn đến thành công thì chắc chắn là phải khó khăn, phải có khó khăn thì qua đó chúng ta sẽ đúc kết được kinh nghiệm, cũng như là ở EDX qua những quá trình phát triển như con người thì logo cũng như vậy, có nhiều sự tiến hóa thay đổi thì chữ D dần dần đã được được thầy Hùng cũng như là các ban lãnh đạo đứng đầu EDX cải thiện qua từng ngày, và chữ D đã được cải thiện, và chữ D đã được cải thiện cân xứng hơn. Và còn chữ X thì cũng được tạo thành hai nét, nhưng mà hai nét này không phải là hai mũi tên đâm qua nhau nữa, mà nó quấn quýt lấy nhau, nó tạo ra sự quấn quýt lấy nhau cùng hướng về bốn phương, nó tạo ra sự mềm mại. Đặc biệt đó là những góc nhọn đã được bo lại thành những đường cong mượt mà, ẩn ý trong đó là những ẩn ý trong đó là những hình trái tim, những sự yêu thương. Thì qua đó chỉ những sự yêu thương mới có thể giải hòa được những mâu thuẫn, những khó khăn trong công việc hay là trong ý kiến, bất đồng ý kiến. Còn nó có thể tạo ra được một niềm hạnh phúc tuyệt vời cho tất cả mọi người. Và những người con EDX đã làm được điều đó, và em mong sẽ đi tuyên truyền ý nghĩa của cái logo EDX và ý nghĩa của sự đào tạo tại EDX tuyệt vời như thế nào. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.